Truyền thuyết con rồng cháu tiên kể rằng mẹ Âu Cơ lấy cha Lạc Long Quân, sinh bọc trăm trứng, nở ra trăm người con, 50 xuống biển, 50 lên non. Tuy vậy, tất cả đều là anh em một nhà, cho nên đã sinh ra cùng giống, cùng nòi, cùng trong đất nước là người đồng thân. Cội nguồn đã thế, Việt Nam ngày nay cũng vậy. Tất cả người dân đều là con của một mẹ, đó chính là người mẹ ba miền. Hôm nay ngày hội Vu Lan, Phật từ ba miền hướng về, cha mẹ khắp Bắc Trung Nam dâng lời nguyện cầu cho cha mẹ bình an. Nguyện cầu cho đất nước an lành, khắp năm châu muôn loài chúng sanh sớm an làm vui trong chánh pháp. Con nguyện hứa làm nhiều việc thiện, cùng chung tay tinh tấn sẻ chia. Mẹ ơi, mùa Vu Lan năm nay, đất nước ta và toàn thế giới đang trải qua nạn dịch khốc liệt. Chúng con hứa sẽ cố gắng chung tay dập dịch, chỉ mong nguyện mùa Vu Lan cha mẹ được an lành. Ngày hôm nay ngày hội Vu Lan, nguyện ba miền khắp Bắc Trung Nam cha mẹ được bình an hoan hỷ. Phật từ chúng con hứa an nhẫn sẻ chia, mong cha mẹ ba miền được bình an hoan hỷ. Phật từ chúng con hứa an nhẫn sẻ chia, Phật từ chúng con xin hứa từ ba miền hướng về, cha mẹ khắp Bắc Trung Nam dâng lời nguyện cầu cho cha mẹ bình an. Nguyện cầu cho đất nước an lành, khắp năm châu muôn loài chúng sanh sớm an lạc vui trong chánh pháp. Con nguyện hứa làm nhiều việc thiện, cùng chung tay tinh tấn sẻ chia. Ngày hôm nay ngày hội Vu Lan, nguyện ba miền khắp Bắc Trung Nam cha mẹ được bình an hoan hỷ. Phật từ chúng con hứa an nhẫn sẻ chia, mong cha mẹ ba miền được bình an hoan hỷ. Phật từ chúng con hứa an nhẫn sẻ chia, Phật từ chúng con xin.